Ngày 17 tháng 1, quận Ô Môn tổ chức xuất quân thực hiện các công trình phần việc trong khuôn khổ Tết Quân Dân năm 2022. Năm nay, phường Trường Lạc được chọn là nơi diễn ra các hoạt động của Tết Quân Dân. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nên các hoạt động chỉ tập trung thực hiện các công trình phần việc. Sau lễ xuất quân, các lực lượng tham gia dặm giá tuyến đường Ô Môn Sà No dài trên 6 km, quét dọn vệ sinh tạo cảnh quan môi trường tuyến đường Lộ Dòng Cung, tuyến đường đất sét Tân Thạnh Tân Bình với tổng chiều dài trên 11 km.